Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thiện lễ xin kính chào toàn thể cô bác anh chị, quý vị cô bác Phật tử trên mọi miền đất nước. Hôm nay thiện lễ có đi ra ngoài một tí cũng gặp nhiều bà con cô bác Phật tử, người ta cứ hỏi cô bác ấy cứ hỏi thiện lễ về xoay quanh về câu chuyện của ni sư Diệu Hân. Nhiều người hỏi thiện lễ là tại sao một bà ni sư như vậy mà tại sao mà hội Phật giáo không lên tiếng, và tất cả cộng đồng mạng, anh chị cộng đồng mạng, những kênh YouTube lớn, những TikToker và quý vị Phật tử sao không yêu cầu ni sư này gỡ bỏ đi những clip mà đã đăng sai về sư thầy Thích Minh Tuệ. Và qua video này thì thiện lễ cũng muốn đăng lại những cái video mà từ hội Phật giáo và những đài truyền hình và trong quốc hội đã nêu cao những cái vấn đề mà tính đạo đức cao của sư thầy Thích Minh Tuệ, và quốc hội thì cũng đã đồng ý thống nhất là công nhận thầy là một tu sĩ chính tông chính thức, và đại lão hòa thượng cũng đã nói. Sau đây mời quý vị nghe trước những lời ni sư Diệu Hân phát biểu trên kênh YouTube của mình, và cũng qua cái video này con cũng mong là ni sư hãy loại bỏ đi tánh tham sân si và tịnh tâm để tu tập, và cũng đừng nói về sư thầy Thích Minh Tuệ nữa, và việc tốt hơn là ni sư hãy nên gỡ bỏ những clip mà đăng sai sự thật, nói vu khống thầy Thích Thiện Lễ và quý vị Phật tử trong đất nước Việt Nam của chúng ta nói riêng, và toàn thể quý vị cô bác Phật tử trên mọi miền đất thế giới nói chung. Sau khi ni sư nghe lại tất cả những video này thì con hy vọng sau khi ni sư Diệu Hân xem lại được những đoạn video này, và ni sư hãy về mà gỡ bỏ những cái kênh YouTube mà của vi sư đã đăng sai, những cái video mà vi sư đã đăng vu khống quý vị Phật tử và quý vị yêu mến thầy Thích Minh Tuệ, và để không làm ảnh hưởng xấu cho thầy, để thầy vững bước trên con đường tu tập mà trong mắt của đại chúng không làm ảnh hưởng xấu đi một cái người mà tu chân chính như vậy. Con mời quý vị cùng con nghe lại cái video mà ni sư nghe, và con cũng mời ni sư Diệu Hân nghe những lời mình nói như thế nào nha. Rồi ni sư hãy về mà tịnh tâm mà lo tu tập nghe ni sư. A Di Đà Phật. Có vấn đề mà nói là ai mà yêu mến thầy Thích Minh Tuệ mà tôn kính thầy Thích Minh Tuệ như là một vị Phật sống thì những kẻ đó là phản quốc. Từ Phật tử trong nước Việt Nam chúng ta và cộng đồng Phật tử thế giới
là tất cả các nước bạn. Ni sư ơi, con đã nói một cái video kia rồi, con cũng không có muốn nói trên cái kênh YouTube này đâu, mà con cũng không có muốn nói hoài, tại vì mình là cái người tu. Nhưng mà ni sư cũng là người tu, cho nên con mới khuyên. Con hy vọng qua cái video này của con thì ni sư hãy bỏ đi và gỡ đi những cái clip mà vi sư đã đăng. Và con cũng mong rằng nếu tất cả các anh chị yêu mến, yêu quý thầy sư thầy Thích Minh Tuệ như con thì hãy đến chỗ cái nơi am cốc của ni sư đó, tu tập đó, và hãy tìm đến ni sư để khuyên ni sư là hãy gỡ bỏ đi những cái clip mà vi sư đã đăng sai sự thật và đăng sai không đúng, và dùng những lời khơi nghe không có đúng để nói sư thầy Thích Minh Tuệ và chư vị Phật tử. Và sau đây con chỉ muốn ni sư này nghe lại hết những cái video mà từ giáo hội đến đài truyền hình và trong quốc hội. Đây bây giờ con mời ni sư nghe giáo hội người ta trong cái cuộc họp của trong cái quốc hội nha. Quốc hội là của nhà nước Việt Nam chúng ta đó, mà người ta còn muốn nêu cao cái tinh thần đó của sư thầy Thích Minh Tuệ. Mời tất cả cô bác anh chị và ni sư nghe cho kỹ nghe, để ni sư đừng nên nói sư thầy Thích Minh Tuệ là làm sai, làm không đúng, rồi làm quấy rối, phản quốc, phản này phản kia nghe ni sư. Ni sư có nghe không? Đó là quốc hội đó. Quốc hội người ta còn nêu cao cái tinh thần, ta tán thán cái công đức của sư thầy Thích Minh Tuệ, một một cái người mà tu hạnh như vậy đó. Tu khổ hạnh như vậy. Rồi, ni sư nghe tiếp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta bây giờ, hồi trước thì người ta không công nhận thầy, nhưng bây giờ người ta đã phát hiện ra thì người ta đã công nhận thầy, người ta không có dám nói nữa. Thì con mời ni sư nghe nghe. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức thống nhất thông báo về hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hội đồng điều hành chùa Giác Hoa, số 15 trên 7 Ngô Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn. Chùa Phước Thành, số 360 Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế. Phật lịch 2568. Số 3, Hội đồng điều hành thông báo của viện trưởng về hiện tượng tu sĩ Thích Minh Tuệ. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý thiện tín nam nữ Phật tử các giới trong và ngoài nước. Hiện nay, tại Việt Nam xuất hiện một vị tu sĩ tên là Thích Minh Tuệ, nổi tiếng khắp thế giới, người tu hạnh đầu đà, một hạnh khó khổ nhất trong đạo Phật. Trong Phật giáo, có nhiều phương pháp tu hành tùy theo sở thích và căn cơ mỗi người. Mỗi người tự chọn cho mình một pháp tu, như ngài Mahakasyap là vị tu hạnh đầu đà đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất và ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Mỗi vị tu theo một hạnh tùy thích, tu hạnh nào cũng được. Riêng tu theo hạnh đầu đà là đơn giản nhưng khó khổ nhất. Cần thiết phải có một cơ thể mạnh khỏe, cường tráng, chịu đựng được sương gió, đói khát, nóng lạnh. Vì hạnh tu này phải theo pháp khổ hạnh như ăn ngày một bữa trước giờ ngọ, mặc y phấn tảo, tức là dùng vải vụn người ta đã vứt bỏ, chấp vá lại thành cái y để dùng, và chỉ có ba y, không được nhiều hơn. Ngủ ở dưới gốc cây, ở rừng, nơi đất trống hay nghĩa địa, đi chân đất không mang giày dép, khó vô cùng. Nói chung là phải ít muốn, biết đủ, tinh tấn, viễn ly, nên rất ít người tu theo hạnh này được. Thầy Thích Minh Tuệ đã giữ giới và tu đúng theo hạnh đầu đà của Phật dạy, nên ông đúng là một tu sĩ Phật giáo kiệt xuất, rất hiếm khi xuất hiện. Nhiều Phật tử thắc mắc rằng tu như vậy. Cô có nghe giáo hội Phật giáo nói chưa? Người ta đã là công nhận sư thầy Thích Minh Tuệ là một tu sĩ chính thống rồi đó. Mà cô còn cứ đi, cô còn nói hoài, cô cách đây có 2 ngày cô vẫn nói sư thầy Thích Minh Tuệ là kẻ phản quốc, phản động, ghép Phật tử, anh chị, cô bác Phật tử là cái người mà phản động, phản quốc để tung hô thầy Thích Minh Tuệ.
cô nên nghe cho kỹ rồi mình bỏ đi nha cô, bỏ cái tánh tham sân si. Tại sao mà cô nghe, khi mà cô nghe những cái video mà con đã đăng lên đó, thay vì như cô á, là mấy ngày hôm nay là đã gỡ đi cái những cái clip mà cô đã đăng rồi, đăng sai sự thật rồi. Cho nên con cũng hy vọng đây là clip cuối cùng con đăng cho, nói về cô nha. Tại nếu mà cô là cái người bình thường ngoài xã hội là con không nói, nhưng mà cô là cái người mặc áo đạo đạo đó, cho nên hơn nữa là cô nói là cô là một người được tôn chỉ trong cái hội Phật giáo đó, cho nên con mới lên tiếng để con nói cho cô nghe. Chứ con thật sự thật tâm mình là người tu hành, con không ghét bỏ gì cô. Mình là người tu thì phải từ bi bác ái đó. Mà những cái vấn đề đó mà con thấy cô cứ làm hoài, cô không có bỏ đi cái tánh tham sân si, và nói phát ngôn không đúng trên mạng này, mà nó có những cái lời nặng lời nói đối với sư thầy Thích Minh Tuệ và cộng đồng Phật tử trong đất nước Việt Nam chúng ta và cả thế giới nói riêng. Đó, cô nghe không? Từ từ trong quốc hội đến giáo hội Phật giáo, và bây giờ cô nghe đến đài truyền hình đây. Cô nghe chưa? Bây giờ là cô còn nói gì về thầy Thích Minh Tuệ nữa không? À, từ nhà nước Việt Nam, Quốc hội, Phật giáo Việt Nam, đài phát thanh, đài truyền hình, mà nói chung tất cả, luôn cả cộng đồng mạng, luôn những vị Phật tử trên mọi miền đất nước, người ta đều tôn kính sư thầy Thích Minh Tuệ như vậy. Thì cô là một cái người ni sư bình thường, thì con nói tốt nhất là cô hãy nên dừng lại, và từ nay con chỉ mong cô đừng có đăng những cái clip nói sai về sư thầy Thích Minh Tuệ nữa, để mình lo tu tập, thời gian để lo tu tập nha cô. Vì cô có nói bao nhiêu clip đi chăng nữa thì đối với thầy Thích Minh Tuệ thì thầy cũng không có xem được, mà thầy cũng không có nghe luôn. Tại vì sao? Thầy không dùng điện thoại, thầy không dính dấp tới mạng truyền thông. Một người mà ở ngoài rừng, ngoài gốc cây, ngoài nghĩa địa, mà đã con nói rất là nhiều lần, sư thầy Thích Minh Tuệ trên cái bản thân của thầy không có gì hết. Cho nên cái người tu mà cái khổ hạnh như vậy thì con khuyên cô á, nếu như thay vì cô nói không đúng về sư thầy Thích Minh Tuệ thì tốt nhất cô hãy nhìn kỹ lại và hãy cùng con học theo cái gương, cái hạnh của ngài, để mình tu tập theo cái hạnh của ngài. Hoặc nếu như không có tu được theo cái hạnh của ngài thì mình học được cái đức tính từ ngài. Còn nếu như con khuyên cô, đây là cái lần cuối cùng con khuyên cô, mà nếu cô không nghe nữa thì con dự định, con nói thật là theo con đoán con biết á, thì không lâu nữa thì những anh, những chị, những cô, những bác, cộng đồng mạng, người ta sẽ tìm đến cái chỗ của cô, người ta tìm đến cái chỗ của cô rồi nó sẽ, những cái sự thật đó nó không có hay nữa. Cho nên việc tốt nhất là mình là người tu tứ đại giai không, từ bi bác ái, thì con khuyên cô hãy gỡ bỏ liền những cái clip mà cô đã đăng sai. Cô đã vu khống thầy Thích Minh Tuệ và vu khống cộng đồng Phật tử, vu khống bà con cô bác và những người yêu quý thầy Thích Minh Tuệ. Con chỉ mong cô hướng thiện quay đầu, vì mình nhìn đi nhìn lại thì cô tu ít tu nhiều gì con không biết, nhưng mà làm gì thì cô cũng mặc cái y của cái người tu, và chùa lớn chùa nhỏ gì con không rành, nhưng dù sao cô cũng
có cái cốc, cái am, cũng mình cũng từng thờ Phật. Kinh cô đọc ít đọc nhiều con không biết, nhưng mà làm gì cô, con nghe cô niệm đủ thứ hết các vị Phật, nhưng mà làm vậy là không có đúng nghe cô nghe. Thôi vì bây giờ con khuyên với cô, bằng cái tâm của người tu đối với cái người tu, cho nên con không có muốn là cô bị nhiều chuyện ở trên cái cộng đồng này, trên cái mạng xã hội này. Tốt nhất cô hãy nghe lời con. À, sau khi mà con đăng cái clip này lên, con hy vọng cô xem được và cô sẽ thực hành y theo như cái lời của con nói, và biết hướng thiện quay đầu và tịnh tâm tu hành. Con mong cô được lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe và vạn sự an khang, thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thiện lễ kết thúc video, thiện lễ chỉ có gửi lời nhắn đến toàn thể của bác anh chị Phật tử trên trên mọi miền đất nước, có yêu quý yêu thương thầy Thích Minh Tuệ, thì chúng ta hãy cùng chung tay mà đồng lòng để tạo điều kiện. Nếu thầy mà có đi đến đâu thì chúng ta hãy tạo điều kiện tốt nhất để cho thầy tu tập, bất kỳ đến quê hương xứ sở nào trong cái đất nước Việt Nam chúng ta. Vì thầy Minh Tuệ là tựa như một cái viên kim cương mà chúng của tất cả nhân loại, cho nên tất cả chúng ta có cái bổn phận là và hãy yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất cho thầy để thầy tu tập trên con đường đạo hạnh, để sớm đắc thành chánh quả. Và cuối cùng, con thiện lễ, con xin cảm ơn cô bác anh chị những ngày qua đã thương con và ủng hộ cho con. Con xin gửi lời chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể cô bác anh chị trên mọi miền đất nước, với lời chúc yêu thương, và chúc quý vị ngày ngày sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an, vạn điều như ý và thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.